Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi xin nói về hình sự. Thưa quý vị và các bạn, thì cách đây 3 hôm thì tôi được đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh có một cái văn bản gửi để yêu cầu văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc bào chữa chỉ định cho một cái bị can ở cái giai đoạn điều tra về cái tội mua bán trái phép. Thưa quý vị và các bạn, cái phần trình bày của tôi gồm hai phần. Phần thứ nhất là những cái đối tượng nào, những người nào thì được chỉ định để bào chữa miễn phí. Cái thứ hai là tôi nói về cái tội mua bán chất ma túy theo điều 251 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và cái luật hình sự này nó vừa mới có hiệu lực. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 thì luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề đầu tiên thì những cái đối tượng nào được bào chữa miễn phí thì thông thường thì đối với một số cái tỉnh khác thì tôi không rõ, nhưng riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì luật sư phải có một cái nghĩa vụ tham gia của đoàn thì sẽ được sự phân công của đoàn. Nếu trong trường hợp mà có những cái lý do đặc biệt thì mình sẽ trả lại đoàn để mà đoàn sẽ phân công chỉ định người khác, thì tôi cho đó là một cái nghĩa vụ. Và thông thường thì đa số các luật sư đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhận cái trách nhiệm này trong một cái tinh thần rất là vui vẻ. Và văn phòng của chúng tôi cũng là một trong số đó. Khi tôi nhận một cái vụ bào chữa chỉ định, thông thường là bào chữa chỉ định ở giai đoạn điều tra, viện kiểm sát hoặc là tòa án, thì có thể rằng luật sư chỉ định sẽ theo suốt cái bị can, bị cáo này từ giai đoạn điều tra cho tới viện kiểm sát cho tới tòa án. Tuy nhiên cũng có một số luật sư chỉ tham gia đúng ở giai đoạn điều tra thôi. Trở lại vấn đề, tôi cho rằng có 3 đối tượng thông dụng nhất mà chúng ta cần được pháp luật bảo vệ và được luật hình sự ghi nhận. Đó là trường hợp thứ nhất là người chưa thành niên phạm tội. Thì theo cái định nghĩa cơ bản nhất, người chưa thành niên phạm tội là người chưa đủ 18 tuổi thôi. Thì trong trường hợp này, nếu họ có phạm một cái tội mà được luật hình sự quy định, ví dụ như người 16 tuổi, người 17 tuổi hay người chưa tròn 18 tuổi, thì sẽ được chỉ định để mà vì sao? Vì tại thời điểm đó, những cái người tại thời điểm thực hiện cái hành vi phạm tội đó, họ chưa hoàn thiện về mặt thể chất và họ chưa hoàn thiện về nhân cách, về nhân thần. Và đó cũng là lý do tại sao ở Việt Nam có một cái nghiên cứu đủ 18 tuổi là người thành niên. Cái đối tượng thứ hai là những người bị án chung thân. Tôi nhớ có một cái vụ tôi bào chữa trong một cái vụ giết người án chỉ định ở tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Thì thực sự để bào chữa chỉ định trong cái vụ chưa thành niên phạm tội dễ vô cùng. Tuy nhiên là mình đã bào chữa chỉ định trong cái vụ chung thân giết người thì đó là một cái áp lực đè lên. Áp lực không hẳn về phía mình vì mình phải bỏ thời gian. Cái hồ sơ rất là nhiều bút lục, thường thì cũng dày, rất là dày. Thứ hai nữa là áp lực từ phía cơ quan tiến hành tố tụng, vì mình không đủ thời gian để mà nghiên cứu hồ sơ. Đa phần thì những cái án chỉ định thì chúng tôi, những luật sư đồng nghiệp sẽ cố gắng hết sức. Đó là cái điều mà chính bản thân tôi rút ra từ kinh nghiệm của tôi. Cái người thứ ba là cái đối tượng mà bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần. Ví dụ như trước đây tôi cũng có một cái vụ như thế này, thì cái anh này trong cái quá trình mà anh bị thuốc trợ thì anh bị gọi là
và những người họ bắt và họ đánh vào đầu họ, mà đánh đến nỗi mà dẫn đến tình trạng là gọi là điên điên khùng khùng á. Nhưng mà nên theo nhà luật là gọi là bị hạn chế cái năng lực hành vi hình sự. Và tôi cho rằng nó còn có nhiều cái dạng khác nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị và các bạn có những người thân, người nhà và trong trường hợp rơi vào tình trạng này thì mình sẽ được chỉ định bằng chữa miễn phí mà khỏi cần luật sư. Vậy thì muốn hỏi thêm một câu nữa, trong trường hợp đã có luật sư chỉ định rồi thì mình có thuê luật sư, có mời luật sư nữa được hay không? Thưa được. Thì thông thường trong những cái trường hợp này, tôi rút ra từ kinh nghiệm của tôi, nếu tôi đang đi một cái vụ việc mà có luật sư chỉ định thì tôi tham gia vào, thì đa phần mấy anh chị luật sư chỉ định họ sẽ rút ra. Và chính bản thân tôi khi mà tham dự một cái giai đoạn nào đó của tố tụng thì có một cái luật sư được mời có phí thì tôi cũng sẽ rút ra. Tuy nhiên thì về nguyên tắc là cả hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái đầu. Trở lại vấn đề là theo cái thông báo thì cái người được bầu chữa chỉ định theo khoản 4 của điều 194, vì tôi vừa mới nói rồi đó, trước đây thì tội mua bán, vận chuyển và tàn trữ chất ma túy theo cái quy định của bộ luật hình sự năm 99 thì ba cái tội này được gom lại thành cái tội 194, vận chuyển nè, tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì nó sẽ tách ra ba tội. Thì trước đây tôi cũng đã có làm một cái vận chuyển trái phép chất ma túy là điều 250, hôm nay tôi nói về điều 251. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến quý vị và các bạn, tội mua bán trái phép chất ma túy khung hình phạt khoảng 1 là từ 2 năm đến 7 năm. Và theo cái ý kiến của trong cái văn bản mà gửi cho đoàn, để mà đoàn gửi cho tôi thì nó vào cái khung hình phạt là 4. Thì bây giờ áp theo cái điều 251 nha quý vị, 251 khoảng 4 thì 20 năm trung thân hoặc tử hình. Như vậy thì theo cái quy định mới về điều 251, người nào mua bán trái phép chất ma túy, trái phép ở đây mình sẽ phân biệt được trái phép tức là mình mua để mình bán. Cái hành vi mua bán được mô tả rất là đơn giản, mình bán trái phép chất ma túy và người nào đó trả tiền cho mình và lấy cái vật, giống như là mua bán hàng hóa và cái đối tượng là ma túy là bị phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, tôi tóm lại hai vấn đề trong cái video này để chuyển đến quý vị và các bạn. Ba cái đối tượng mà luật sư sẽ được bào chữa nếu trong trường hợp không có luật sư. Thứ nhất là người chưa thành niên phạm tội, dưới 15 tuổi. Thứ hai là người bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần. Thứ ba nữa là người bị án chung thân và tử hình. Về tội mua bán trái phép chất ma túy thì điều 251 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 là người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm. Tuy nhiên rằng cái khung 4 mà tôi được chỉ định đó là trong trường hợp là tôi đoán thôi, nhưng mà tôi cũng muốn dẫn cái thông điệp này đến quý vị, có cái ma túy mà rắn đó, từ 300 gram trở lên, tức là mình lấy khoảng 300 gram, tức là nếu mà 7 cộng 700 gram nữa là 1 ký, và thấy lỏng thì là 750ml chia đến 1 lít nha quý vị, thì bị phạt mức hình phạt 20 năm chung thân và tử hình. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình hiện tại phải biết được ta, tôi mong muốn chuyển đến quý vị và các bạn những cái thông điệp cơ bản nhất. Kính mong quý vị và các bạn có những cái phản hồi, có những cái câu trả lời để mà thông qua cái video này
chuyển đến quý vị và các bạn. Tôi chỉ mong muốn chuyển đến thông điệp của luật Việt Nam đến cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu thêm về cái kiến thức luật Việt Nam, để mình tự mình giúp bản thân mình, giúp những người thân của mình, để mà trước khi đến với tòa, trước khi đến với cơ quan tiến hành thủ tục, và nếu trong trường hợp quý vị có những chi phí thì quý vị cũng phải hiểu trước khi đến hẹn với văn phòng luật sư. Xin trân trọng cảm ơn.